Chào các bạn, mình là Đức QM Hadi Channel và rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Năm 2018 là năm thứ hai kể từ thời điểm Bố Thu Linh được giới thiệu và chúng ta đã có gần 1.000 lá bài mới được phát hành. Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tổng hợp qua danh sách 20 lá bài đắt tiền nhất được phát hành trong năm 2018. Danh sách này được lấy số liệu từ website m2deal.com ở Việt Nam. Và nếu các bạn có nhu cầu mua các lá bài lẻ Yugo từ nước ngoài, các bạn có thể liên hệ Facebook M2 Ship Kẹt và địa chỉ Facebook đang hiện trên màn hình. Xếp hạng thứ 20 là Sariuya School Red với độ hiếm là Seeded Rare và giá vào khoảng là 479.000 đồng. Xuất hiện lần đầu tiên trong hộp Extreme Fox phát hành ngày 2 tháng 2 năm 2018. Đây là quái thú Linh 4 cực kỳ hữu dụng và có thể sử dụng cho bất kỳ bộ bài nào. Tùy theo số lượng quái thú làm nguyên liệu mà kích hoạt những hiệu ứng khác nhau như rút thêm bài, triệu hồi đặc biệt quái thú hoặc tăng công thủ cho quái thú trên sân. Đây hoàn toàn là một lá bài trong mơ cho mọi bài thú. Xếp hạng thứ 19 là Rankis Lace với độ hiếm là Seed Rare và giá vào khoảng là 529.000 đồng. Xuất hiện lần đầu tiên trong hộp Hidden Summoner phát hành ngày 16 tháng 11 năm 2018. Đây là lá môi trường của tộc bài Rankis với khả năng cực kỳ bá đạo. Khi bạn triệu hồi dung hợp quái thú Rankis, tất cả quái thú của bạn được tăng thêm 500 sức tấn công. Khi bạn triệu hồi Linh quái thú Rankis, tất cả quái thú đối phương bị giảm đi 500 công. Khi lá bài này được kích hoạt, bạn có thể lấy một quái thú Rankis từ trong bộ bài lên tay. Đặc biệt hơn, tuy là ma pháp môi trường nhưng bạn có thể kích hoạt hiệu ứng thêm bài lên tay một lần mỗi lượt. Nhờ vào môi trường bá đạo này mà Rankis đã giành chức vô địch trong một giải đấu của Ý khi chỉ vừa ra mắt không lâu trước đó. Xếp hạng thứ 18 là lá bài cạm bẫy với tên gọi là Strap Trick ở độ hiếm là Seeded Rare với giá vào khoảng là 579.000 đồng. Xuất hiện lần đầu tiên trong hộp Swift Fusion phát hành ngày 19 tháng 10 năm 2018. Một lá bài bẫy cực kỳ hữu dụng khi cho phép ta loại bỏ một lá bài bẫy trong mỗi cuộc chơi, úp một lá cùng tên với lá bài bị loại bỏ từ bộ bài lên sân và có thể kích hoạt ngay trong lượt đó. Đối với những bộ bài cần nhiều bài bẫy thì đây có thể nói là một trợ thủ đắc lực giúp ta lấy được những lá bài bẫy cần thiết một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể kích hoạt một lá bài bẫy sau khi trap trick được kích hoạt. Xếp thứ 17 đó chính là Danger Bigfoot với độ hiếm là Seeded Rare và giá là vào khoảng là 589.000 đồng. Xuất hiện lần đầu tiên trong hộp Cybernetic Horizon phát hành ngày 27 tháng 7 năm 2018. Lá bài này được lấy nguyên mẫu từ quái vật chân to trong văn hóa phương Tây. Bộ bài Danger là một bộ bài có cách chơi cực kỳ độc đáo. Khi quái thú có thể tự triệu hồi bản thân ra sân hoặc bị loại bỏ xuống mộ, mỗi trường hợp xảy ra đều có thể kích hoạt hiệu ứng. Nếu Bigfoot được triệu hồi thành công, bạn sẽ có một quái thú 3.000 công và được rút thêm một lá bài. Nếu Bigfoot bị rơi xuống mộ, bạn có thể chọn một lá bài ngửa lên sân của đối phương và phá hủy nó. Đúng là tiện ở đôi đường đúng không nào? Xếp hạng thứ 16 đó chính là Cyber Emergency với độ hiếm là Seeded Rare và giá là vào khoảng là 599.000 đồng. Xuất hiện lần đầu trong hộp Battle of Legion Relentless Revenge phát hành ngày 29 tháng 6 năm 2018. Bạn có thể lấy một quái thú ánh sáng loại máy móc không thể triệu hồi bình thường hoặc úp lên tay, hoặc đơn giản là lấy một quái thú tộc Cyber Dragon lên tay. Nếu sự kích hoạt của lá bài này mà bị đối phương ngăn chặn và gửi xuống mộ, bạn có thể bỏ một lá bài trên tay để lấy lại lá bài này dưới mộ lên tay. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn đều có thể lấy quái thú bạn cần lên tay. Thật là tuyệt vời. Xếp hạng thứ 15 chính là Nightmare Corruptor Ibri với độ hiếm là Seeded Rare và giá thì vào khoảng là 625.000 đồng. Xuất hiện lần đầu tiên trong cái hộp là Flame of Destruction phát hành ngày 4 tháng 5 năm 2018. Khi quái thú này được triệu hồi ra sân, bạn có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú Linh ở dưới mộ lên sân sao cho một trong những mũi tên của quái thú Linh đó hướng vào con Ibri này. Quái thú Linh đó sẽ mất hiệu ứng và sức tấn công thành không. Bạn không thể triệu hồi đặc biệt thêm quái thú nào khác ngoài quái thú Linh. Khi quái thú này xuống mộ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lên phần sân của đối phương. Bạn có thể triệu hồi quái thú Linh cao một cách dễ dàng, thật là đáng đồng tiền mà. Xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng 20 quái thú đắt tiền nhất phát hành năm 2018 đó chính là Millennium Eye Restrict với độ hiếm là Ultra Rare và giá của nó hiện nay vào khoảng là 680.000 đồng. Xuất hiện lần đầu tiên trong hộp Legendary Duelist Ancient Millennium phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2018, quái thú chủ lực mới trong bộ bài quái thú ngàn mắt của Pegasus.
Mỗi lần một lượt, khi đối phương kích hoạt hiệu ứng của quái thú, bạn có thể chọn và bắt một quái thú trên sân hoặc là ở dưới mộ của đối phương làm nguyên liệu cho quái thú này. Quái thú này sẽ được tăng chỉ số bằng với công thủ của quái thú bị bắt. Những quái thú cùng tên với quái thú bị bắt sẽ không được tấn công cũng như kích hoạt hiệu ứng. Một quái thú có khả năng vô hiệu hóa kỹ năng cũng như dễ dàng được gọi ra thì giá cao như vậy là điều hiển nhiên đúng không các bạn? Xếp hạng thứ 13 đó chính là lá bài ma pháp Crystal Pawn. Ở độ hiếm là Ultra Rare với giá là khoảng 750.000 đồng. Thì cái lá bài này cũng xuất hiện ở trong hộp Legendary Duelist Ancient Millennium phát hành vào ngày 23 tháng 2. Bạn có thể lấy một quái thú Crystal Beast trong bộ bài lên tay và đặt một con Crystal Beast khác vào khu vực ma pháp cầm bẫy trên sân. Nếu bạn có chơi bộ bài Crystal Beast thì bạn sẽ thấy được cái hiệu ứng này mạnh tới mức nào. Và hiển nhiên giá của lá bài này cũng cao tương đương với lại cái hiệu quả mà nó mang lại. Xếp hạng thứ 12 trong bảng xếp hạng này đó chính là lá bài Bingo Machine Go. Ở độ hiếm là Ultra Rare và giá của nó hiện tại là vào khoảng là 840.000 đồng. Xuất hiện lần đầu tiên trong hộp Legendary Duelist Wild Dragon Abyss phát hành ngày 28 tháng 9 năm 2018. Bộ bài đặt ra mắt xanh chưa bao giờ lỗi thời các bạn ạ. Luôn có thêm những lá bài mới và Bingo Machine Go là một trong những lá bài đó. Bạn có thể chọn 3 lá bài quái thú tộc Blue Eye hoặc là ma pháp cầm bẫy mà có liên quan đến Blue Eye Wild Dragon hoặc là Blue Eye Ultimate Dragon. Đối phương sẽ chọn ngẫu nhiên một lá bài và bạn sẽ được thêm lá bài đó lên tay. Với cái lá bài còn lại thì bạn sẽ gửi bộ bài các bạn nha. Hiệu ứng tuyệt vời đúng không nào? Bài của quý công tử Kaibaseto thì hiển nhiên là phải mắc tiền rồi, không cần phải tranh cãi gì nữa. Xếp hạng thứ 11 đó chính là number 75 Bamboo Link Godship Shadow. Ở độ hiếm là Secret Rare và giá của nó hiện tại là vào khoảng là 890.000 đồng. Thì lá bài này được phát hành trong hộp Battle of Legion Relentless Revenge phát hành ngày 29 tháng 6 năm 2018. Quái thú này có hiệu ứng cho phép hai người chơi cùng rút bài hoặc chuyển thêm nguyên liệu cho quái thú EDZ khác. Những quái thú EDZ cực mạnh mà có thêm nhiều nguyên liệu để kích hoạt hiệu ứng thì thật khó mà lường trước được những hậu quả đúng không các bạn? Xếp hạng thứ 10 trong bảng xếp hạng 20 quái thú đắt tiền nhất phát hành năm 2018 đó chính là lá bài Kai Striker Mecha Window Anchor. Ở độ hiếm là Secret Rare và giá của nó là vào khoảng 970.000 đồng. Lá bài này xuất hiện trong hộp Dark Savior phát hành ngày 25 tháng 5 năm 2018. Đối với bộ bài về nàng thơ Kai Striker hiện đang làm mưa làm gió trong cộng đồng Yu-Gi-Oh thì lá bài này hoàn toàn không thể thiếu. Nếu không điều khiển quái thú nào trong main Monster Zone, bạn có thể vô hiệu hóa kỹ năng của một quái thú của đối phương. Nếu có 3 hoặc nhiều hơn ma pháp dí mộ, bạn có thể chiếm quyền điều khiển của quái thú đó. Xếp hạng 9, chúng ta có lá bài Danger Nessie, ở đồ hiếm là Secret Rare và giá của nó đã vượt trên mức 1 triệu đồng các bạn. Giá của nó là 1.002.000 Việt Nam đồng. Xuất hiện lần đầu trong hộp Cybernetic Horizon phát hành ngày 27 tháng 7 năm 2018. Lại thêm một quái thú của chủng tộc Danger nữa, cũng như những quái thú Danger khác thì quái vật hồ Loch Ness cũng có hai hiệu ứng tuyệt vời. Khi được triệu hồi thành công, Nessie cho phép bạn rút thêm một lá bài. Nếu Nessie bị loại bỏ xuống mộ, bạn có thể lấy một Danger bất kỳ từ bộ bài lên tay, đúng như tên của mình, thật là nguy hiểm đúng không nào? Xếp hạng thứ 8 chúng ta sẽ có là Nightmare Unicorn, ở đồ hiếm là Secret Rare và giá của nó là 1.080.000 đồng. Xuất hiện trong hộp Flame of Destruction phát hành ngày 4 tháng 5 năm 2018. Có thể nói hiệu ứng rút bài là hiệu ứng đáng tiền nhất trong những hiệu ứng của Yu-Gi-Oh. Trong lượt rút bài, bạn có thể rút số lượng bài tương đương với lại số calling, tức là cặp mũi tên chỉ vào nhau có mặt ở trên sân của bạn. Thử nghĩ mà xem chuyện gì xảy ra nếu mỗi lượt bạn không chỉ rút được một lá mà còn có thể là 2, 3 hoặc thậm chí là 4 lá trên tay. Xếp hạng thứ 7 chúng sẽ có là Ancient Gear Fusion, ở độ hiếm là Ultra Rare với giá là khoảng 1.150.000. Xuất hiện lần đầu tiên trong hộp Legendary Duelist Ancient Millennium phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2018. Đây là một lá bài ma pháp dung hợp bình thường như bao lá bài khác, chỉ khác ở chỗ là bạn có thể dùng nguyên liệu trong bộ bài để mà làm nguyên liệu dung hợp. Chỉ vì lý do đó thôi mà lá bài ma pháp này trở thành một trong những lá bài mắc nhất trong năm 2018. Thật là khó tin đúng không nào? Xếp hạng thứ 6 đó chính là lá bài Dancer Stuchinoko, ở độ hiếm là Secret Rare với giá bán hiện tại của nó lên đến là 1.290.000 đồng. Xuất hiện trong hộp Sword Fusion phát hành ngày 19 tháng 10 năm 2018, lại là một thành viên nữa của bộ bài nguy hiểm nhất xuất hiện trong danh sách của chúng ta. Hiệu ứng đầu tiên cũng giống như những Dancer khác, bạn có thể rút một lá bài nếu quái thú này được triệu hồi thành công. Hiệu ứng thứ hai, nếu quái thú này bị loại bỏ từ tay xuống mộ, nó vẫn sẽ lên sân.
Trong thời Đại Linh thì quái thú cực kỳ khan hiếm, vì vậy mà càng lên sân được nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Xếp hạng 5 trong danh sách các lá bài đắt tiền nhất phát hành trong năm 2018 đó chính là lá bài Sky Striker Mobilize and Guess ở độ hiếm là Seeded Rare và giá của nó là 1.490.000 đồng. Xuất hiện lần đầu trong hộp đắt Savior phát hành ngày 25 tháng 5 năm 2018 thì nãy giờ rất là nhiều những lá bài đắt tiền đều nằm trong cái hộp đắt Savior nên không các bạn. Đây có thể nói là lá bài mắc nhất trong bộ bài Sky Striker luôn. Hiểu của lá bài này rất ngắn mà hoàn toàn dễ hiểu. Bạn có thể lấy một lá bài Sky Striker bất kỳ trong bộ bài lên tay. Nếu có 3 lá ma pháp trở lên dưới mộ, bạn có thể được rút thêm một lá bài nữa. Đơn giản, ngắn gọn, hiệu quả và cực kỳ đắt giá luôn. Xếp hạng thứ 4 chúng ta sẽ có là Thunder Dragon Colossus ở đồ hiếm là Seeded Rare và giá của nó hiện tại là 1.700.000 đồng. Xuất hiện lần đầu trong hộp suất Fusion phát hành ngày 19 tháng 10 năm 2018. Đây là quái thú chủ lực của meta hiện tại của bộ bài Thunder Dragon. Một quái thú cực mạnh, hiệu ứng cực kỳ độc và dễ gọi ra lắm các bạn. Khi quái thú này ở trên sân, cả hai người chơi không được thêm bài lên tay trừ việc rút bài. Khi quái thú này bị tiêu diệt, bạn có thể loại bỏ một quái thú loại Thunder là sấm sét đó các bạn từ dưới mộ trong cuộc chơi để mà thay thế sự tiêu diệt của nó. Và tất nhiên nếu bạn làm như vậy thì Colossus sẽ tiếp tục sống và người chơi tiếp tục không được thêm bài bất kỳ lá bài nào lên tay trừ cái lượt rút bài. Xếp hạng 3 trong top 20 lá bài đắt tiền nhất được phát hành trong năm 2018 đó chính là lá bài God Pele and Haunted Mansion với độ hiếm là Seeded Rare và giá của nó hiện tại đã là 1.900.000 đồng rồi các bạn. Lá bài này xuất hiện lần đầu trong hộp Flame of Destruction phát hành ngày 4 tháng 5 năm 2018. Đây là cô nàng Loli cuối cùng trong bộ 4 hand trap đình đám. Hiệu ứng của cô nàng cho phép chúng ta phong tỏa mộ một cách chặt chẽ. Một con ruồi cũng không thể lọt qua được. Vừa dễ thương vừa bá đạo và hoàn toàn xứng đáng với vị trí số 3 trong danh sách của chúng ta. Xếp hạng thứ 2 trong danh sách 20 lá bài đắt tiền nhất được phát hành trong năm 2018 đó chính là Borealsaur Dragon ở đồ hiếm là Seeded Rare và một cái giá cực kỳ bất ngờ luôn các bạn, giá của nó là 2.565.000 đồng và với cái giá tiền này thì các bạn đã có thể mua được một cái điện thoại thông minh rồi. Xuất hiện lần đầu trong hộp Cybernetic Horizon phát hành ngày 27 tháng 7 năm 2018. Có vẻ như những quái thú Borel đều sở hữu những kỹ năng tuyệt vời và luôn luôn lọt vào top những lá bài đắt tiền nhất. Năm ngoái thì Borel Black Dragon, năm nay là Borel Saw. Quái thú này trang bị một kỹ năng đáng mơ ước cho bất kỳ quái thú chủ lực nào. Hiệu ứng tăng công cho bản thân, hiệu ứng chuyển trạng thái quái thú, hiệu ứng tấn công 2 lần. Tuyệt vời, không còn từ nào để nói nữa. Xếp hạng 1 và đây cũng chính là lá bài đắt tiền nhất được phát hành trong năm 2018. Đó chính là Infinite Impermanence ở độ hiếm là Seeded Rare. Và giá của nó là vào khoảng gần 3 triệu các bạn, mà cụ thể là 2.790.000 đồng. Xuất hiện lần đầu trong hộp Flame of Destruction phát hành ngày 4 tháng 5 năm 2018 và thực sự luôn là cái hộp Flame of Destruction là cái hộp bài mà chứa nhiều lá bài đắt tiền nhất các bạn ơi. Nếu trên sân của bạn không có lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này trực tiếp vào trên tay. Bạn có thể chọn một quái thú trên sân và ngăn chặn hiệu ứng của quái thú đó cho đến hết lượt. Nếu lá bài này được úp trên sân trước khi kích hoạt, những lá ma pháp cầm bẫy chung cột với lá bài này sẽ không được kích hoạt cho đến cuối lượt. Đây chính là lá bài xếp hạng cao nhất trong số những lá bài mắc tiền nhất được phát hành trong năm 2018. Một lá bài cạm bẫy hoàn hảo đúng không các bạn? Và đó là danh sách 20 lá bài đắt tiền nhất được phát hành trong năm 2018. Bạn đã sở hữu lá bài nào trong danh sách này rồi? Hãy comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên subscribe để ủng hộ M2Deal Channel các bạn nha.